465 đoàn viên và người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Trì Mờ Ga vừa được xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí do công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Đắk Lắk thực hiện. Đoàn viên và người lao động còn được tư vấn sức khỏe, tìm hiểu những nguy cơ bệnh dễ mắc phải. Tôi thì tôi thấy rất thiết thực và tôi cũng đã tham gia khám rất nhiều cái dịch vụ. Hết sức ý nghĩa, mang lại cái quyền lợi đối với đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện, nhằm để nâng cao cái sức khỏe cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Được biết, hoạt động tư vấn xét nghiệm ung thư gan miễn phí thuộc chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên theo thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Đắk Lắk về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2023-2025, qua đó góp phần động viên khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tốt hơn.